Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với Hiếu Minh Auto sự kiện bên em. Vâng, ngày hôm nay thì em có một số các cái sản phẩm cũng gọi là khá nhiều các bác nhé. Các cái dòng loa full 40 này, còn mixer này, rồi các chiếc vang cũng như là các cái chiếc súp mà em cũng như đẩy nữa các bác ạ. Đấy, em thu đủ lại của các bác khách hàng. Thì ngày hôm nay thì em tổng hợp lên một cái clip làm để cùng đăng lên và cùng thanh lý cho các bác nhé. Đấy, hôm nay cũng khá nhiều, em sẽ đi lướt nhanh hơn một xíu. Thì đầu tiên thì em xin gửi đến tất cả các bác là một chiếc đẩy. Em đẩy này thì là em đẩy bãi hàng xịn nhá. Size 3U, một em đẩy gọi là chuyên sắp các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy đây. Với mạch mũi thì em đã kiểm tra. Em này là còn nguyên zin các bác nhá. Nguyên zin chưa hề qua sửa chữa. Có sửa chữa thì ở đây là dính cái dây điện nguồn vào là nó bị vỡ cái nhựa này này. Đấy, nên là cái hình như là các bác hình dung nó nặng ấy. Đấy, dây vẫn là dây zin của nó các bác nhá. Em này thì là nguyên zin. Quạt gió thiết thứ vẫn quay đều. Vỉ tụ thiết vẫn nguyên. Từng các cái con tụ bóng kích lẫn là các cái sò vẫn là nguyên zin các bác nhá. Em này thì sử dụng sò than với 1 2 3 4 5 10 là 40 sò các bác nhá. Đấy, mặt trên là 10 sò, mặt dưới 20 sò. Đấy, là 40 sò các bác nhá. Dòng này sử dụng dòng sò san than, sò Toshiba. Em này thì chuyên sắp. Như các bác nhìn cái mạch này thì chắc các bác cũng đoán ra rồi. Em thì làm hàng bãi nhiều thì dòng này giống là dòng của máy CA các bác nhá. CA18, CA20 đấy ạ. Đấy. Tụ thì đây cả hai tầng tụ các bác nhá. Một tầng trên và một tầng dưới. Đây. Bên vỉ mạch đấy các bác này. Đấy, CA đấy ạ. Đấy, vỉ nguồn của dòng CA đấy. Đó. Em này thì có một cái lỗi nhỏ là một cái chiết áp của kênh A. Một cái chiết áp của kênh A là bị hơi sột soạt đấy, vặn nó có hơi tiếng ù. Về các bác thay đi, thay để hết có mấy chục nghìn thôi là sẽ chạy ngon lành các bác nhá. Đấy, em này thì em này thì em thanh lý cho các bác là giá là 3.500.000 đồng các bác nhá, 3.500.000 nhá. Này về các bác chỉ cần sửa nhẹ nhẹ ngọn nhà nhẹ cái chiết áp cái này thôi là về là bác đã dùng ngon lành rồi. Tất cả các mạch biết nguyên zin các bác nhá. Đấy, tình trạng như nào thì hình thức bên ngoài thì hơi xước sát cái nắp e căng, cho anh mượn cái nắp e căng. Đây, hình thức bên ngoài nặng, em này nặng chịch. Đấy, cái vỏ nắp rất là xịn, nặng chịch rồi nhá. 40 sò đấy, và sử dụng sò Toshiba. Một chiếc áp này thì là hơi kém, chạy thì vẫn chạy tốt các bác nhá, vẫn chạy từ bình thường, vẫn đang hoạt động bình thường. Đó, có em này vã súp thì vô tư. Đấy, rất là nặng các bác nhá. Rồi, kế đến là một em vang cơ. Em mới nâng cấp của một bác khách hàng lên vang số. Em này là vang KM320, KM350 Pro V2. Em này thì giá là 2.050.000 các bác nhé. Đấy, một em vang Eco vật tuyệt vời luôn. Giá chưa giờ rẻ như này cho các bác nào săn hàng lướt nhá. Em này thì vẫn gọi là còn nguyên vỏ thùng. Đấy, đấy, mất dưới bóng này. Kích hoạt rồi. Đấy, là thanh lý cho các bác giá sẽ là 2.050.000 nhá. Ok. Kế đến là một bộ mic không dây Beyer. Đấy, full vỉ tím các bác nhá. Dòng này thì là tay được tay da cá vỏ titan. Đây. Tay da cá vỏ titan rất mới luôn. Đó. Em này thanh lý cho các bác 1.800.000 đồng. Mời các bác cùng xem mạch mũi nhá. Đấy, dòng này là 4 hộp sóng này. Đấy, các bác nhìn đâu, chất lượng linh kiện này, toàn các tụ màu trầm và các IC ôm pa này. Đấy, đây là cái bộ sóng. Em này dòng này thì sóng cực kỳ ổn định các bác nhá. Các bác dùng gia đình nhá, các bác dùng gia đình hoặc sự kiện vừa và nhỏ thoải mái. Thanh lý các bác là 1.800.000 này. Đó. Kế đến là một em quản lý nguồn. Dòng này thì là dòng quản lý nguồn mới bên em. Có mã model là MB S900 Pro 2 các bác nhá. Dòng này là dòng Pro 2. Dòng này Pro 2 khác cái dòng kia là sử dụng nguồn nguồn nuôi, nguồn nguồn làm việc là nguồn sung các bác nhé. Các bác về các bác điện yếu, điện 110 các bác dùng thoải mái. Đó. Khi các bác dùng điện 110 thì tất cả các cái đầu cổ cắm này theo điện nguồn các bác dùng nhé. Đó sẽ là 110. Đó. Thì, giá thanh lý cho các bác là 1.550.000. Đây là tay mic của bộ mic kia. Rồi. Kế đến thì có một chiếc bàn mixer cũ.
Em này là em mixer Yamaha MG 166CX USB. Đời cũng em này thì là em thu lại của bác chủ. Đó. Tất cả các line em đã kiểm tra thì vẫn dùng ok các bác nhá. Đấy. Có một số line kiểu bụi bẩn vào hơi xì xòa tí ở phần gain này, các bác vặn đi vặn lại một xíu là nó hết. Đấy, về các bác bảo dưỡng đi một xíu là hết. Đó, phần com kia vẫn chạy được các bác nhá. Đó. Hình thức thì vẫn còn rất là đẹp. Em này thì em thanh lý cho các bác là 1.8 triệu các bác nhá. Đấy, tất cả vẫn hoàn hảo bình thường, effect vẫn ngon nhá. Vẫn có effect bình thường. Các effect của em nó ở đây. Thì ở đây em đang dùng cái effect số 7 reverb lên này. Đó. Dòng này thì chỉ có đơn effect thôi. Giá là 1.8 triệu các bác nhá. 1.8 triệu các bác. Đấy, các bác có biết tất cả các fader các em kiểm tra ngon lành rồi. Đây, cục nguồn rời của nó đây. Đó. Em này dùng cục nguồn rời. Cục nguồn rời. Nó luôn. Rồi, cái đến là một em đẩy. Em đẩy hai kênh. Đấy, em này là em hàng lướt nhá. Có mã model là XD2800. DHXD2800. Đó. Em này là em hàng lướt. Giá 4.4 triệu. Em này thì là tiếng rất là hay luôn nhá. Tiếng rất là hay. Với 800W một kênh. 800W một kênh hàng lướt. Còn gần như là mới luôn, hơi xước sát nhỏ nhẹ thôi. 4.4 triệu các bác nhá. 4.4 triệu một em đẩy hàng mới hàng lướt này. Đây, mời các bác xem qua bên rổ ga bên trong luôn. Biến áp đồng cực lớn luôn. Đấy, đường kính biến áp này rơi vào gần một găng tay em, phải tầm độ 20-21 phân. Bốn trụ lớn này. Đó. Trong này là mạch class H các bác nhé. Các bác nhìn số dây kìa. Đấy, nhìn số dây này, rất chất đây. Đấy. Các cái dây nguồn này. Đấy, dây nguồn bọc này. Đấy, sử dụng sò đây. Em này xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 này. 10, 20 sò các bác nhé. 20 sò nhé. Chưa tính bù áp. Đó. Con này là 800W một kênh các bác nhé. 800W một kênh. Dòng này sử dụng bộ lọc nguồn tụ 10.000mi này. Đó. Nói chung hàng này hàng lướt, giá hơi cao các bạn. Đó. 4.4 triệu các bác nhé. 4.4 triệu các bác nhé. Hàng rất xịn. Em này tiếng rất hay luôn. Sử dụng sò này là tiếng rất hay luôn. Hơi bị nặng luôn. Đấy. Hai anh em cùng phải hai tay nâng lên đấy. Ok. Rồi. Vừa rồi, đấy, em vừa đi lướt qua mấy cái sản phẩm gọi là nhỏ nhẹ đấy, thì bây giờ đến mấy em cồng kềnh và nặng lớn đây. Đấy. Đầu tiên là một em súp hơi 50 dạng hầm các bác nhá. Đấy, em mời các bác cùng xem qua tất cả các cái hình thức bên ngoài của em nó này. Các bác nhìn này, đấy, em này thì hình thức bên ngoài rất là đẹp luôn nhá. Hầu như là chỉ có xước sát nhẹ thôi. Các góc cạnh kia rất còn ngon lành, có sẵn 4 ốc để các bác có thể bắt bánh xe vào đây này. Cái bánh xe như cái bánh xe kia kìa. Đó, các bác ốp ở đây phát đấy. Đây là hậu đằng sau đó. Em này có mã là D-Mix FX18. Đó, tần số đáp ứng này. 900W này, RMS này. Đấy, trở kháng 8 ohm. Đây là thông số của em nó. Các bác nhìn không? Đấy, nhìn cái hậu đằng sau này. Đây, cái dây loa này. Đây là cái hậu. Đấy, sẽ lắp vào đây các bác nhé. Đó. Đây, đây là cái khu vực mà cái bát nó đánh này các bác này. Cái bát nó sẽ được ốp đánh thẳng vào đây. Và cái tiếng hơi sẽ được phả sang hai bên. Các bác nhìn các cái cốc đầu cọc này. Đó, em này là có cái cọc đấu nhá. Dòng này thì vỏ gỗ cực kỳ chất luôn. Đấy, được bắn bông tiêu âm bằng mút trứng nhá các bác nhá. Đây, đây là mặt trên đây này. Đấy. Đó. Và đây là bát của em nó. Dòng này thì khá là xịn sò. Đấy. Đây. Cốc tai thì bằng gang và bằng sắt nhá. Đó. Cốc tai xịn luôn. Bát đây, và đây là em ấy sử dụng dòng bát Phyto. Cái mã của dòng bát này là 18XL1600 với 3200W ở 8 ohm. Ai chà, quả bát này công suất khá là lớn đấy. Đây, và đây là cái bát đó nó. Phải nói cái em bát này nhìn còn như mới các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng bát Phyto thì chắc các bác biết rồi. Chất, quá là chất luôn. Bát Phyto của Ý. Đây là màn. Mời các bác cùng đi xem qua gân nhạy của em nó nhá. Zin. Nguyên zin này. Đây là số series của
Đấy, series của cái mà mã số của mà vâng, nguyên zin các bác nhé, tiếng cực kỳ chất luôn. Em này nếu mà thực sự các bác nếu mà đẩy ấy, các bác phải dùng nó đẩy tầm 1300W 8 ohm đáng đánh nó mới ra được chất của em này, tiếng nó mới hay đó. Và em này em thanh lý cho các bác là bình thường con này trên thị trường anh em đang bán rơi vào khoảng tầm 8.6-9 triệu các bác nhé. Đây, thanh lý các bác là 7.4 triệu, 7.4 triệu em đẩy này, em súp này nhé, em súp bát Phyto này các bác nhé, súp D-Max bát Phyto, súp kiểu dạng hầm các bác nhé. Đó, đánh tiếng rất là hay, uy lực mà tiếng súp đi rất là xa, thành xuống tiếng súp xuống rất là sâu. Rồi kế đến tiếp tục là một là em sắp kép 40 các bác nhé. Em này thì có tên thương hiệu là TSG, một thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Em này thì cực kỳ chất luôn, tiếng súp ra rất là hay, mềm ấm và sâu. Đấy, ở đây mời các bác cùng đi xem qua bên trong của em nó này, các bác nhìn không? Đấy, cái dây của em nó dây cực kỳ chất luôn này. Đấy. À, các thùng vách đó. Đây một chiếc này nữa đó. Em này thì em này thì em đã kiểm tra chiếc bát biết thứ nguyên zin các bác nhá. Bát thì nguyên zin này, các bác nhìn này, bát thì nguyên zin này. Em đã có quét keo dưỡng gân rồi, nhưng cái gân này của em nó để lâu ngày kém quá nên là nó hơi bị lỗi. Đây các bác nhìn này, đấy lỗi là đang bị rách mất cái gân này rồi đó các bác này. Đó, cái gân này nó đang bị rách này đó, nên là cái gân này về các bác cần phải thay mới sử dụng được các bác nhé. Đấy, dòng này thì thay thì phổ biến trên thị trường dòng 3 gân này rồi. Đó, 3 gân. Thay rẻ. Thay rẻ, thay này chắc khoảng tầm độ 150. Đó. 150 một cái. Hai cái có tầm 300 nghìn. Đó, là các bác có thể dùng ngon lành rồi. Đó. Em này thì đảm bảo các bác 100% là nguyên zin nhá. Đây, màng này, màng vẫn nguyên mã vạch này. Em này bắt chiếc bát này và chiếc bát kia. Ừ, bích từ rất là dày, rất là nặng luôn. Đó. Con này từ 220. Con này từ 220. Đấy. Từ 220. Con 100 các bác nhá. Bán cho bác, các bác thanh lý cho các bác chiếc súp kép này như chiếc súp đơn luôn. Chiếc súp đơn như các bác nhìn thấy bên em, cái súp đơn DAE bên em ấy, hàng xịn bên em ấy thì nó cũng đã rơi vào 4.6 triệu rồi. Đấy, em này súp kép, đấy, kép 40. Thanh lý các bác là 4 triệu nhá. 4 triệu nhưng mà hai chiếc bát này nó đang hỏng mất cái gân, cái màng. À, cái gân. Còn màng vẫn còn nguyên zin này, các bác nhìn này, vàng đấy, mã vạch nguyên này. Đó, bên này cũng thế này. Đó, có theo. Đấy, 51007 này. Đó. 51008 này, đấy các bác ơi. Nó là trùng nhau luôn. Đấy đã. Là nguyên zin các bác nhá. Em xúc đấy nguyên zin, hình thức cực kỳ đẹp nhá. Hình thức vẫn còn rất là đẹp. Đấy, form thùng rất chắc chắn. Đấy, form thùng vách rất là chắc chắn. Thanh lý các bác là 4 triệu các bác nhá. Còn bác nào mà không lấy được thì thêm em thêm 300.000, 400.000 nữa. 400.000 nữa để em đi gửi cặp bát này, em đi thay gân. Nhà là các bác có luôn một cặp bát, em không có thời gian đi ấy. Không có thời gian đi thì chắc phải thuê bạn xe ôm đi, bạn đến thay gân một xíu là có thể lấy được. Chờ khoảng tầm đôi tiếng. Ok. Cái đến là một cặp mà loa em hôm qua vừa mới thu đổi lại của một bác khách hàng. Thì em xin được nói sơ qua về cái hình thức của cặp loa này. Cặp loa này ấy, thì là đã có một chiếc bát đã sửa chữa rồi nhá, làm lại rồi các bác nhá. Đấy, một chiếc bát này đã làm lại rồi này. Còn tất cả ba chiếc bát còn lại là nguyên zin, cộng với em ơi, lấy cái tháo cặp tép ra. Nên lấy cái súng tháo cặp tép ra. Đấy, rồi rồi à một rồi ok. Có một cái thôi. Thì có một cho cái đây, cái này chắc là cái này. À, tiếng thì nó vẫn đang chạy hoạt động bình thường các bác nhá, tất cả là đang hoạt động bình thường này. Có một chiếc bát đã làm lại rồi này. Thứ nhất, thứ hai là có một chiếc tép cũng làm lại rồi các bác nhá. Thay côn tép khác. Đấy, thay cái côn tép khác nhưng mà tiếng kêu ra vẫn y hệt như nhau. Đấy. Tép này là dòng tép 850 các bác nhá. Tép rất là lớn luôn, các bác thấy không? Đường kính bích từ rất là lớn luôn này. Đấy. Nó là tép 850 các bác nhá, tép to 850 họng đấy rất là lớn này. Đây. Đây là form vỏ thùng này thì thực sự các bác, dòng này là dòng vỏ thùng Trung Quốc xịn. Đấy, phòng này phòng vỏ thùng Trung Quốc xịn, cực kỳ chắc chắn. Đấy, thùng vách thì được đánh rời ra các bác nhé, đánh rời ra nhé. Đấy, có vách ngăn nhé, thùng vách là có vách ngăn này, các bác nhìn nào. Đấy, có vách ngăn, đánh rời ra. Phân tần nó đây, cực kỳ chất luôn. Đấy, đây là cái mạch, bo mạch ở đầu ít in vào. Và đây là phân tần. Đó, các bác nhìn phân tần không?
phân tần cực kỳ chất. Đó. Dòng này thì trong cái mạch cách phân tần này thì đã cắt luôn một cái tần số thấp ở dưới cái phong dùng cái chiếc bát ở dưới rồi, là đánh về giải bát các bác nhá, tức là đánh bát luôn, đánh luôn tiếng bát luôn, tức là súp trong loa luôn. Đấy, riêng cái dòng 725 này, cái vỏ 725 này. Đấy. Đấy là cái vỏ thì em phân tích ra, thì thực ra thì các bác cũng biết rồi, bên em thì cũng có những cái dòng vỏ 725 này để ráp lên cũng như là theo nhu cầu các bác để đánh các cái bộ hội trường. Đấy, bên này cũng thế nhá. Đấy, phân tần nguyên zin. Đấy. Hai em này kêu vẫn đang hoạt động bình thường. Bác một gì? Chiếc bát làm lại. Một nhưng chiếc bát làm lại, ba chiếc bát còn nguyên zin. Và bát này thợ làm zin đét luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nói các bác là không biết luôn. Đúng rồi. Thợ là phải nói là thợ rất là tay nghề rất là cao. Làm em này hầu như là cực kỳ kỹ. Nói chung là bác chủ rất là trau chuốt và rất là cẩn thận. Khi mà bác đánh dấu đấy, rất là trau chuốt, rất là cẩn thận, là khi mà đã làm lại cái này thì lại một bác thợ gọi là quen lâu năm rồi, chuyên sửa loa này, các bác nhìn này. Đó. Các bác không nhìn không để ý kỹ hoặc những bác nào ấy không biết đâu. Đấy, này mà quét dưỡng gân cái là ok luôn. Rồi ok. Và cặp này thì thanh lý cho các bác là bao tiền nhỉ? Đâu cái giá? Được rồi. Cặp này thanh lý cho các bác là 5,5 triệu các bác nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn các bác. Các bác hình dung cặp vỏ là bình thường anh em trên thị trường đã bán nó rơi vào tầm độ 4,2-4,4 triệu rồi. Đấy, 4,2-4,4 triệu một cặp vỏ. Bây giờ, đấy, cũ bây giờ mua là 2-3 triệu. Rồi. Hơn 2 triệu. Cũ giờ các bác mua phải tầm 3 triệu rồi. Chưa tính cặp bát. Đấy, chưa tính là các bác chưa tính là 4 cặp bát này. 4 chiếc bát này cộng với hai cặp một cặp tép to này, tép 850 các bác nhá. To họng lớn bích từ rất là dày. Này, các bác nhìn này, đấy. Các bác cứ áng chừng cái đốt ngón tay em là các bác cũng biết rồi đấy. Đấy, thấy không? Cái bích từ rất là dày luôn. Đấy, tép 850 các bác nhá. Rồi. Đấy là một cặp 725 đó. Hình thức bên ngoài thì xước sát một xíu thôi. Em này rất là nặng và cái vỏ cực kỳ chất, vỏ xịn các bác nhá. Đấy, vỏ rất là xịn luôn, có thùng vách ngăn. Rồi ok, kế đến là một cặp mà súp. Cặp súp đơn 50. Đó, đơn 50. Đầu tiên thì các bác nhìn này, cái e căng cực kỳ chất luôn. Em bê tay rất là nặng luôn này. Đấy. Đây là một cái e căng. Đây là vỏ thùng. Dòng này thuộc dạng là dòng thầu súp mặt. Súp mặt. Khí động mọc thì được tính toán đánh hơi ra đằng trên và dưới. Đấy, trên vênh nhìn này các bác nhìn này. Đó. Em này thì hình thước rất là sâu luôn. Đủ lấy cái thước đủ. Lấy cái thước để đo cho cái thước cho các bác. Có thể hình dung dòng cái form kiểu là thiết kế của cái thùng súp này thì em nhớ là rất giống của cái dòng HZ. Đấy, dòng HZ bãi. Đó, một thương hiệu là cũng khá là nổi tiếng của bên Trung Quốc. Đó. HZ thì trước thì là thương hiệu của Đức. Đó. Xong rồi Trung Quốc mua lại thì gọi là thương hiệu khá là nổi tiếng của Trung Quốc. Đó. Đấy các bác này, đấy. Đây là đầu tiên nó là chiều cao nhá. Nó là cao tầm độ cao 70 phân. Đó. Chiều rộng, em này thì chiều rộng vào 52 phân này và chiều sâu này. Đấy. Các bác đang sâu tận là 74 phân. Đấy. Đấy là các bác hình dung rồi. Em này thùng form thùng gì trông rất là sâu. Đó. Và các cái chiếc bát của nó, hai chiếc bát này của em nó còn nguyên zin các bác nhá. Nguyên zin này. Tất cả vẫn đang hoạt động hoàn hảo, hoạt động bình thường các bác nhá. Đó. Em đã thử rồi, tất cả hoạt động bình thường. Đấy. Nói chung là cũng gọi là đời cũng khá là sâu nên là cũng hình thức các cái chiếc bát cũng như cái ý là cũ theo thời gian. Đó, cũ theo thời gian nữa nhé. Và em này thì đây, dòng bát này thì các bác nhìn cái form thiết kế này thì nó là của BNC các bác nhé. BNC, nhưng mà em nhìn thì cái dòng này không phải là BNC xịn các bạn. BNC xịn nó khác. Đây là nói chung là BNC Trung Quốc thôi. Đấy, vẫn có mã vạch này. Đó, một chiếc này có, chiếc này không. À này, chiếc này cũng có đây. Đấy. Khung này. Khung này 112 này. Đấy. Con này là 112 này. Đấy các bác nhá. Đây là còn hậu đằng sau rồi đây. Đó. EVKT18. Đấy. Em này thì thanh lý cho các bác là 2 triệu một quả các bác nhá. 2 triệu một quả. Đấy. 2 triệu một quả. 4 triệu cặp này các bác nhá. Cặp súp đơn 50 này. 4 triệu cặp này các bác nhá. Rồi. Kế đến là một là em kế đến là có 3 đôi
ba đôi full bát 40 dòng full đơn hai đường tiếng. Thì hôm qua em có kiểm tra thì bác chủ thì dòng này vỏ thì cực kỳ chất, nặng trịch. Mẫu này thì mẫu giống model, con này là PS đúng không? À, rồi đây e căng của em nó đây, PS này này. Đó. Thì em này thì cái mẫu này em này thì em nhìn thì em biết là giống cái giống cái mẫu của gọi là Martin, Martin cái ngén của Đức đấy ạ. Đây dòng này thì sử dụng tép rất là lớn nhá, tép 750 các bác nhá. Đấy, một tép 750 này rất là to này. Cặp tép này thì nguyên zin các bác nhá. Con này tiếng nhỏ. À thế à? Con này tiếng nhỏ hơn à? Con này tiếng nhỏ. Rồi rồi, ok. Em xin lỗi các bác nhá. Cặp tép kia này thì dính một chiếc tép nó nhỏ hơn, kêu hơi nhỏ hơn một chút. Bát biếc thì nguyên zin, chưa hề qua sửa chữa các bác nhá. Đấy, bát biếc nguyên zin mà bác chủ cũng đã có quét keo giữ màng giữ gân luôn. Đó, vẫn còn hơi dính này. Đó. Phân tần đây. Các bác nhìn phân tần thì rất là đơn giản thôi. Các chiếc loa bãi cũ này. Đấy, có khả dẫn rất cắm nhé. Vỏ thì cực kỳ chất, dòng này vỏ gỗ chắc lắm các bạn. Đây, các bác nhìn cái vết CNC này. Đấy, dòng này thì cái bát được CNC là âm xuống luôn, để cho cái vành bát nó bằng cái mặt luôn. Họng tép em nhớ cho anh họng tép này. Họng này thì là họng nhựa kiểu composite các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái họng composite này thì nó sẽ có cái lớp phấn phấn này, cái vặn vào đấy. Đấy, tép cực kỳ lớn chất luôn. Đó. Ok, cho xem con này đây. Phân tần em này thì đây cũng thế, đây ra cắm ở đây nhìn đơn giản lắm các bạn. Đấy. Em kia thì tép kêu bé hơn xíu các bác nhá, em cũng chả biết là sao kêu bé hơn đâu. Về thì các bác kiểm tra có thể là do phân tần lỏng gì đấy. Thanh lý cho các bác đôi này là 4.2 các bác nhá, 4.200.000 đồng. Đấy. Một đôi bát full đôi bát full đơn bát 40, dòng này thì cực kỳ chất, côn 76 từ 190 côn 76. Từ 190. Đúng. Từ 190. Đấy, chiếc bát này thì nói chung nó có cũ, hình thức là cũ theo thời gian đã không phải. Cái lớp này là do cái lớp quét keo lên là nó hơi dính. Đến khi nó bị bóc ra là thế thôi. Nó chỉ là lớp giấy thôi. Đó. Vẫn đang hoạt động bình thường các bác nhá, vẫn đang chạy ngon lành, không hề lỗi lớp gì nhá các bác nhá. Một chiếc tép kia, một chiếc tép và kêu gọi là hơi bé hơn một chút, để nghe kỹ mới nhận ra. Ok, cái đến là cũng là một đôi full đơn bát 40. Em này thì bát của em nó này, bát đây số series này, bát thì nguyên zin này, tép thì có zin, còn zin không? Tép của này nói chung là không chịu quên kiểm tra, nói chung vẫn hoạt động bình thường. Ừ, đúng rồi, em này chạy thì vẫn hoạt động bình thường các bác nhá. Hình như có một chiếc tép là có sửa nhẹ rồi, sửa nhẹ hình như là bị kiểu như bị đứt chân thì có bỏ ra chấm hàn lại rồi. Đấy, bát kia. Đấy, rượu bát rất là ngon, xịn nhá. Phân tần thì hơi kém một chút các bác nhá. Phân tần thì hơi kém một chút. Có một con thì cuộn cảm nó bị lỗi. Con này thì vẫn đang chạy ngon lành đây. Phân tần có hai cuộn này. Thì bác chủ bảo là bác vẫn đang chạy đám nước bình thường nhá. Không vấn đề gì, vẫn đang chạy ngon lành, tiếng kêu ra rất là ổn. Đây hình như có chiếc bên này là bị phân tần hơi kém. Đây đúng rồi. Đây chiếc này thì phân tần hơi kém đây các bác ơi. Đấy, các bác nhìn thấy. Đó. Chiếc này là phân tần nó hơi kém. Đấy, cuộn này nó kiểu như là đánh ở ngoài trời. Đấy, để quên là nó nóng quá nên là có phân tần nó đang hơi bị chảy cái nhựa. Đấy, còn vẫn đang chạy hoạt động bình thường các bác nhé. Vẫn đang chạy hoạt động bình thường. Cả hai chiếc loa này có một chiếc tép là có gọi là sửa nhẹ, bởi vì chạy lâu ngày xong rồi chỗ chân tiếp xúc này nó bị đứt đấy. Áp điện áp lên nó bị đứt. Thanh lý các bác đôi này 4.000.000 các bác nhá, 4.000.000 này. Rồi cái đến là một đôi loa full đôi full bát 40 nữa. Đấy các bác này nhìn này, phòng dòng này thì cực kỳ chất luôn, phân tần này. Hôm trước bác chủ có bảo là cái đôi này là của bên nào nhỉ? Loa kéo xanh. Đúng rồi, bên loa kéo xanh. Đấy, các bác nhìn này, phân tần em nhìn cái phân tần sơ, em nhìn cái phân tần này thì các bác mua, nếu mà mua trên thị trường ít nhất cặp này phải tầm 1.000.000 rồi. 1.000.000 cặp này rồi. Đấy. Và cái bát này thì bát rất là chất, từ 17 bát 40 từ 17 côn 76 bát Huy.
đó, rất còn rất mới các bác nhá. Em này bọn em đã thử rồi, đánh ra tiếng rất là hay, tiếng rất là ok luôn. Cho xem cái tép nữa. Đấy, tép dòng này thì tép NR. Đây, tép NR. Đấy, đấy, bị từ rất là dày luôn nhá. Em tép này là tép 450 là tép tép trên 450 nhỉ? 550 à? 450. Chắc là 450 của mình bé hơn mà. Kem này em phải hơn. Con A44 sẽ to như này mà. Đúng rồi. Đấy. Chắc là tầm tép 450 các bác nhé. Đấy. 450 từ thường. Cặp này thì tiếng ra rất là hay, vẫn còn rất là mới. Đó. Bỏ bếp ra, rất là chắc chắn. Thành lý các bác là 4 triệu rưỡi nhé. 4 triệu rưỡi cặp này ạ. Đó. Ok, vừa rồi là một số các cái sản phẩm em thu đổi lại của bác các bác khách hàng, và một số cái sản phẩm hàng lướt cũng như là hàng tồn kho bên em còn 1-2 chiếc thôi. Đấy, thì các bác có nhu cầu về các cái sản phẩm nào thì hãy liên hệ ngay số hotline cho em nhé. Em có số hotline đang hiện trên màn hình các bác ấy nhá. Và xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Clip thanh lý này thì em được em đăng trên kênh của Hiếu Minh Auto Sự Kiện. Đấy, vậy các bác vui lòng hãy liên hệ ngay số hotline trên tiêu đề trên clip cho bên em nhé. Và xin chào các bác.